thứ tôi muốn có được nhất là một thứ khác. Anh ấy luôn tồn tại trong suy nghĩ của tôi, làm cho cuộc đời của tôi trở nên hoàn hảo hơn. Hai con người tưởng chừng như ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng lại xuất hiện cùng nhau. Mấy năm trở về đi, mẹ tôi đã sắp xếp cho tôi vô số lần đi dẹp mắt, đều không có kết quả. Tình yêu mà, đâu phải đi mua sắm, cần phải có thời gian thì mới có thể gặp được người tôi yêu chứ. Những tham vọng có nhen nhóm và buồn chán trong lòng cô gái trẻ. Nếu như tôi cho anh thì liệu tôi có quá dễ dãi không? Mẹ không thể cho phép con lấy một người phụ nữ tùy tiện và dễ dãi như vậy được, đâu con biết không? Anh sẽ cho em xe hơi, nhà cửa, châu báu, tiền bạc và tất cả những thứ mẹ muốn có nữa. Phép màu cho tình yêu liệu có một cái kết có hậu? Mẹ ơi mẹ! Ba ơi! Anh là trăng, em là sao, là câu chuyện lãng mạn ngọt ngào về tình yêu và tuổi trẻ sẽ kể đến quý khán giả trong khung giờ phim truyện 21:35 hàng ngày trên sóng truyền hình Tiền Giang bắt đầu từ ngày 18 tháng 4 năm 2018.